Xin chào tất cả các bạn. Trong phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thức dọn dẹp rác trên ổ đĩa cứng. Như các bạn nhìn trên màn hình, một ổ đĩa đã gần đầy. Vậy thì nguyên nhân là những thư mục nào hay là những chương trình nào đã chiếm hết dung lượng của ổ đĩa? Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng tính năng quản lý rác trên ổ đĩa cứng của Win 10. Đấy. Thì đầu tiên các bạn nhấn vào mục Settings, sau đó chúng ta vào mục System. Đó. Trong phần này các bạn chọn tới mục quản lý lưu trữ storage, và ở trong phần này bạn sẽ chọn tới cái ổ đĩa mà mình muốn dọn dẹp rác. Thì sau khi mà bạn nhấn vào thì chúng ta có thể nhìn thấy ở đây các cái thư mục đấy, đã chiếm dụng bao nhiêu dung lượng trên ổ đĩa đấy, ví dụ như là các thư mục tài liệu này, hình ảnh và âm nhạc đã chiếm dụng các cái dung lượng được liệt kê như ở trên. Đấy. Bây giờ tôi sẽ dọn dẹp rác ở trên ổ đĩa C. Đấy. Thì khi nhấn vào thì máy tính sẽ tính toán đấy, các cái thư mục mà đang chiếm dụng cái không gian lưu trữ trên ổ đĩa. Đấy. Chúng ta chờ vài giây để quá trình này được diễn ra. Thì sau khi mà máy tính tính toán xong thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây dung lượng của các cái mục đã chiếm dụng một tổng cộng là bao nhiêu gigabyte. Đấy, tôi lấy ví dụ cái mục mà các chương trình ứng dụng và game. Đấy. Thì chúng ta nhìn thấy rõ danh sách những chương trình này, ví dụ như là các cái driver cho các mạng này, rồi là các phần mềm vân vân đã chiếm dụng bao nhiêu không gian ổ đĩa. Đấy, và được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp. Đấy, tôi có thể tìm kiếm một chương trình ứng dụng ngay trong này bằng cách gõ tên. Đấy. Hoặc là tôi có thể sắp xếp theo thứ tự về kích cỡ của chương trình, về tên và về ngày tháng cài đặt. Thì bây giờ nếu như bạn có chương trình ứng dụng nào mà bạn không sử dụng thì chúng ta có thể nhấn vào và nhấn nút uninstall, tức là hủy cài đặt. Đấy, để không sử dụng chương trình này trên máy tính nữa, và từ đó bạn có thể làm chống được các dung lượng mà chương trình đang chiếm dụng. Bên cạnh đó, chúng ta có thể xem được các cái thư mục khác, ví dụ như trong các cái tài liệu hiện nay chiếm tới hơn 64 GB. Thì chúng ta sẽ xem là những cái thư mục nào đang chiếm dụng một dung lượng lớn như vậy. Thì ở đây các bạn có thể vào chuột phải vào property của từng thư mục và chúng ta quan sát cái dung lượng. Thế ngoài ra thì các bạn có thể vào các cái thư mục khác, và trong đây thì có một thư mục mà các cái file tạm thời. Đấy, đây là thư mục các cái file tạm thời. Thì chúng ta nhìn thấy ở đây các bạn có thể làm trống hay là xóa những cái file tạm thời. Những file tạm thời là những cái file mà của các cái chương trình ứng dụng tạo ra. Đấy, khi mà trong quá trình chạy. Đấy. Vậy thì chúng ta có thể xóa những cái file này để nếu như không cần thiết. Đấy, và tất nhiên là rất an toàn. Ngoài ra bạn có thể làm xóa những cái file download từ trên internet nếu như chúng ta không còn sử dụng nữa. Đấy, trong cái thư mục là download, và chúng ta có thể xóa ở trong thùng rác. Đấy, bởi vì những cái file mà chúng ta không muốn lưu nữa. Đấy, thì đó là toàn bộ những cái thao tác để giúp các bạn làm sạch ổ đĩa.